Và chúng tôi xin nhắc lại, bắt chính cho trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Dương Minh Hãng thắng. Trọng tài đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và tổ chức mời về đây. Bình luận viên cho trận đấu ngày hôm nay là bình luận viên Tạ Đức Cường. Có người à? Cái lỗi có cái việc kìa. Cái gì? Thế Dương như mày lên. Hả? Đừng đến cái này. Phải quấn lên nói chờ, đi đưa chờ đưa chứ. Mạnh không? Hay quá. Kéo luôn về thành tôi, về thành tôi. Miệng không vào. Liên tiếp là thứ hai pha đánh đầu của đội tuyển sẽ được, tuy nhiên thủ môn Việt Xúc làm việc quá tốt trong những tình huống bóng vừa rồi. Vâng, và bên phía đội bóng ở Dương An vẫn còn rất nhiều những siêu dự bị ở ngoài sân đang nóng lòng được vào sân. Cái này chiêu thứ hai với thằng máy đi chậm tí thôi, làm thì cũng làm sinh nhật, làm bài thi bài sinh nhật, làm mất bóng rất nguy hiểm, làm to làm to tốn kém, làm to chứ phải trăm tốn kém, kém lắm tốn to. Không có gì nguy hiểm. Sấn đi về tên cao. Rất nhanh. Sấn đi về tên cao. Rất tốt, Hoài An, phía trên là Đức Sư. Một đấu ba, hai đấu ba. Rất tốt, mọi người rất khéo, rất đẹp. Cứu vào. Và rất điểm bằng chân trái, phần hơi nhẹ của Đức Sư. Điểm ra vùng tuyển. Sẽ đẹp từ rất xa. Khiến cho chất lượng trận đấu có đôi phần bị giảm sút.
vô đi. Mộng nó đã bể bùng. Đoan trà để lên đảm mạnh như thế nữa. Đoan bị thi đoan nhà cửa thôi. Không được trường này. Không có bóng của đoan thanh niên đi đâu. Không được. Chấn cô ghê. Cô ghê quá. Ở phía bên ngoài thì huấn luyện viên của cả hai đội đang có những chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Giữ thắng. Phản công. Lịch sử là kịp thời các đội bất ngờ bước vào một bàn phía khung thành thực sự đối với thủ môn Dương Việt. Rất may là bóng đã không chui vào lưới của Dương Việt trong tình huống vừa rồi. Vâng, ở phía ngoài đường mic thì huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo cũng đã đến theo dõi trận đấu và cũng có những chỉ đạo đối với cả hai đội. Quân ơi! Trời ơi! Đừng đi bắn nữa. Và cái bóng vừa rồi là của đẹp đấy, giữ lịch cho cái bóng. Không được. Vẫn còn. Không được. Liên tiếp là số 6 Lương Xuân Trường đã cắt bóng. Giữ lịch. Không được. Thôi. Như cùng phần đồng nó tự cứ đi lem như khủng. Liêm! Liêm ơi! Cả đá phạt góc dành cho đoàn xã Y Lục. Ôi giờ mình cho bé là gói đánh cái này. Để hợp bánh thân mày gói nha. Đi nha thì hợp bèm. Đi nha. Hả? Đi nộp động nhớ rồi, dừng nộp động. Đang quên đâu rồi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trước khi đến với chương trình Tết Trung Thu sẽ là phần rước đèn ông sao từ nhà văn hóa xóm Thái Lão đến sân vận động nơi tổ chức chương trình tối ngày hôm nay. Thì rất mong bà con sẽ được cùng theo dõi và ủng hộ. Chết! Chết! Và cắt bóng ở cửa số 5. Khỏe lắm. Rất tốt. Chiến thắng mặc dù với vào sân tuy nhiên anh cũng không chạy quá nhiều. Ứng đi đá đơn trà nhưng vờ đi cũng vô hơi nước. Môn Dương Việt bên thế đội bóng của Hậu Dương Nghệ An là tiền trẻ U19 tuyển quốc gia Việt Nam. Anh đã có vài lần được thủ trưởng Park Hang-seo tính em đôn lên đội tuyển U21. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn chưa thực sự rõ ràng đối với anh. Rất tốt. Thẳng lên ông Dương mà. Ông về đảo ở dưới mới được. Về đảo ở dưới thôi. Đó có tiếng gọi của trọng tài Minh Thắng. Quả đá phạt dành cho đoàn xã Y Lục. Liêm! Đáng tiếc!
sau khi mà bình luận viên khen quá nhiều thì thủ môn sự Việt đã có những sai lầm tai hại dẫn đến một bàn thua cho họ Dương Nghệ An, tỷ số là 2-1. Bàn nâng tỷ số có phần may mắn của đoàn Sài Gòn. Vâng, bóng đá là như vậy. Đá ơi, tập trung vào đá luôn. Bóng đá luôn xứng đáng là một môn thể thao vua. Nó mang đến rất nhiều cảm xúc cho cả khán giả cũng như các cầu thủ thi đấu trên sân. Vâng, đá ơi. Như đã có người từng nói, sân bóng là nơi chứng kiến mà đàn ông khóc nhiều nhất. Để kiến đoàn sẽ được có sự thay đổi người. Giữ lịch, giữ điểm từ rất xa, không được. Lao cánh bóng cho nên là... Liêm! Vâng, những pha cầu bóng từ dưới sân tưởng chừng như vô hại nhưng lại đang là gây nên sóng gió cho khung thành của thủ môn Dương Việt trong những phút vừa qua. Dương Thắng. Anh chơi đi luôn. Đi luôn bây giờ. Người bắt bóng rất tốt của thủ môn bên đoàn Sài Gòn. Vâng, sau 3 bắt bóng vừa rồi thì rất nhiều khán giả đã vỗ tay tán thưởng cho màn bắt bóng đẹp mắt của thủ môn bên phía đoàn Sài Gòn. Chiến thắng. Rất tốt. Rồi chứ. Đừng quay ra bóng đến đây nữa. Phá nữa đã. Đi. Cả hai đội đang thi đấu khá là ngang ngửa nhau. Vâng, sự đồng đều về mặt trình độ cũng giúp cho trận đấu diễn ra với nhiều cảm xúc hơn. Đi quay mai hơn mùa. Tao đi khóa đứng đá bọng đấy này. Giao lưu gài nợp. Và trận bóng đầu tiên của cầu thủ mới vào sân. Rồi. Không có gì khó khăn đối với thủ môn Dương Việt. Chuyển lên đâu cơ, chuyển. Rửa. Nghĩa. Chuyển lại. Chuyển lại. Chuyển lại sẽ được là người kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút vừa qua. Không được. Hai chuyển bóng hơi mạnh dành cho Dương Việt. Mày nhấn đá được rồi, mày nhấn ngôi chọn điện thoại đi. Và dứt điểm từ rất xa. Gờ đeo đây. Được sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Tuy nhiên anh có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ. Vâng, pha chạm bóng đầu tiên của Hiếu Mão rất tốt. Dương Thắng cố lên. Pha để bóng hơi dài rồi. Vẫn là Dương Thắng. Cờ đá biên. Lên đi mày ơi. Chiến. Một dứt điểm tầm chân trái rất kỹ thuật của Dương Huấn. Thật đáng tiếc bóng đi hơi cao so với sàng ngang của Phúc Thành. Vâng, và phía bên ngoài đường bít thì huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đang liên tục có những chỉ đạo đối với cả hai đội. Ông có phần sốt ruột khi thấy hai đội thi đấu hơi chậm. Vâng, cầu thủ số 9 mới vào sân lên phía đoàn Sài Gòn đang thi đấu rất tốt. Anh liên tục khuynh đảo hàng hậu vệ bên phía đội bóng họ Dương Nghệ An. Vâng, trận đấu đang diễn ra, tuy nhiên Dương Thắng đã có những dấu hiệu thay người. Vâng, anh ra sân với một người rất tươi.
ở độ tuổi 44 thì không thể trách Dương Thắng khi mà anh chỉ thi đấu trong ít phút vừa qua. Hiểu bao? Bằng chân trái của cầu thủ số 2 sau khi dứt điểm. Vâng, cầu thủ số mặc áo số 9 này bên đoàn sẽ hợp thi đấu rất năng nổ, rất kỹ thuật. Không được. Chỉ lên thang hộp cà phê như này là nhé. Số 9 dứt điểm, không được. Anh giờ chân phải nhưng lại dứt điểm bằng chân trái. Dứt bay cho đội bóng ở Dương Nghệ An. Chỉ có xa ngang và cột dọc được cứu thua cho thủ môn Dương Việt trong tình huống vừa rồi. Quả dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, tuy nhiên thiếu chút may mắn. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đoàn Sài Gòn. Đội Bình Lục Nhiên nói cho rát hơi bỏng hầu cũng chưa được biến nước nào. Một thằng cặp mà từ thôi. Chỉ một tiếng còi của trọng tài nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đoàn Sài Gòn. Rất tốt. Dương Nam nhìn tướng thì loi choi thế thôi, nhưng mà anh rất nhanh và kỹ thuật. Thả
Dân sự không được. Sau chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì Hiếu Mão đang đề nghị được thay người.
Vâng, pha bỏ lưới của cầu thủ mặc áo số 7. Vâng, có vẻ như đó là Văn Hùng. Bên phía Hậu Dương An tiếp tục có sự thay đổi người. Hiếu Mão ra sân. Vâng, và Dương Thắng lại vào sân với nụ cười thật tươi. Mỗi khi ra sân hay vào sân anh đều cười rất tươi. Tuy nhiên ở trong sân thì anh không thể cười nổi. Để bóng nhanh, phản công. Cố lên. Bên trên là hai cầu thủ Hòa Dương. Xuất hiện, cấp cao. Không được, ôi giời ơi, là ôi giời ơi. Thật là nhiều cảm xúc. Điên, vâng, 3-1. Và 8 vừa rồi có lẽ là kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Chấm hết cho những nỗ lực của các cầu thủ của Hòa Dương Nghệ An. Vâng, tuy nhiên thời gian trận đấu vẫn còn cho những nỗ lực của Hòa Dương Nghệ An. Và trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ của Hòa Dương Nghệ An sẽ bị cắt cơm trong buổi tối ngày hôm nay. Rất quyết liệt, nó vẫn còn trong cuộc và đánh bóng rất nhiều nghệ. Càng về sau trận đấu thì càng thấy rằng thể lực của đàn sãi được tốt hơn rất nhiều so với các cầu thủ bên phía Hòa Dương Nghệ An. Không được. Quả đá phạt góc. Theo thông tin mới nhận được thì đồng chí Vô còn lại. Đây.
Theo thông tin mà ban tổ chức mới nhận được thì nếu chiến thắng ở trận đấu này thì đội bóng của đoàn xã Yên Hợp sẽ được đồng chí Chu Ngọc Tân, phó chủ tịch xã mời một chầu bia linh đình. Ăn đâu thì cứ lệ. Nói là đánh cái bông đá, bông cánh mà đá đi bỏng cứ giả. Cùng nhà thay lòng. Chuyên quá cái này. Chạy lên đi. Chuyên của anh. Chạy lên đi. Chuyên cũng được. Chuyên cũng được. Chuyên cũng được. Rồi, thay đá hay bỏng. Rất cố gắng ấp mã vô và đá phạt góc dành cho thanh niên ở Dương An. Vâng, chúng ta đánh thắng một lần nữa đã đi đồng hồ. Vâng, và như vậy là trọng tài Dương Minh Thắng đã đổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội đoàn xã Yên Hợp và họ Dương Nghệ An. Kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về đoàn xã Yên Hợp. Xin chúc mừng đội bóng của đoàn xã Yên Hợp.